Rồi, Oppo Find X sản phẩm vừa mới ra mắt được chưa được bao lâu đây, còn bảo hành quá nhọ thành nghiền, say rượu rơi phát là vỡ luôn, tải thật ra đâu. Đấy, thò thụt, cam thò thụt như ai đấy, nhanh phết, cảm nét phết đấy, cảm nét lắm, cảm khá nét. Hai chục củ đó, siêu phẩm của Oppo, cái khá hay. Chung thì cái này khá hay nhưng mà gọi là nước cũng lại dễ vào, hy sinh trong nước. Ngon phết đấy. Nhìn này. Cao này. Đâu ạ? Cao. Hay phết. Nhỏ lắm, màn OLED thay đất quá. Còn bảo hành nhưng mà say rượu rơi vỡ mất. Đẹp Oppo Find bán ít cực. Bộ nhớ con này mặt cao cấp đấy, xem giới thiệu điện thoại này. Đấy. Này. Qualcomm 845 nhá, RAM 8 GB, bộ nhớ 256, ngon. Oppo này tạo khựa này làm còn đẹp phết, phun vàng, vông tay thỏ hay quét lỗ khét liếc gì cả. Rất được sờ vào lần đầu tiên đây, ông này dùng sướng quá. À, ni lông dán vào nhìn hơi xước. Mà đúng là phun viền tuyệt đối thật. Đấy, cam thò thụt này. Nét phết. Oppo chụp khá ảo. Đua cam sau lưng nhá. Thò thụt. Thêm màn đắt, màn OLED này phải hơn 4 triệu. Tầm 4 triệu rưỡi. Tức là sao đúng hai cái đường nhìn chối quá, mấy đường chối. Đẹp thật, con này đẹp, nói chung đẹp, màu đẹp. Khá đẹp. Cũng được, cũng được trang bị ấy. RAM 8 GB cơ mà. Chung là coi được. Mọi cái màn nó đặt màn OLED mà. Nhanh phết, cam nhanh thật. Thôi. Thiết kế này khá hay. Khắc phục được hết cả mặt trước với mặt sau. Không có một lỗ gì phẳng trơn tru. Nhưng mà phải hy sinh chống nước thôi, này không chống nước được thật, bao nhiêu cái kết nối này không chống được. Thật ra cái này ra mắt cũng được hơn nửa năm rồi, giới thiệu được hơn nửa năm rồi nhưng mà bây giờ mới cầm lên lần đầu đấy. Thanh niên mà không say rượu làm ném thì chắc cũng chả lật tay mình được cầm. Chung là bên mình là nhận làm hết mọi máy từ cao cấp đến thấp cấp, làm hết các hãng luôn. Con này ngon. Chip Qualcomm chơi game khá tốt. Ngon, mà RAM 8 GB chắc chạy chơi game, ai chơi game được. Ông này chơi những game gì không? Gì? GH truyền kỳ là game gì? Chả biết chơi game. Được. Cam đua cam mà cam sau hình như là bao nhiêu nhỉ? Đấy.
Netflix này. Phân loại tốt phết đấy, đây này. Mình cả mạch miếc các thứ của mình này. Ba nhưng vẫn zoom được. Đây. Đọc là những chữ cáp này. Nên kinh khủng không? Rồi. Thông số trên cái cáp rồi. Đấy. Rồi. Nhấn vào này. Zoom. Zoom cũng được. Tuy không thể bằng P30 Pro là mới ra được, nhưng mà con ác là nhìn trong sân socket này, zoom rõ phết. Chân này, socket này, cứ lên nét phết đấy, trông thành quá. Cần nó đua cam một cam tele mà zoom vào tăng hiệu ứng phết được. Mà thấy cái này thích thật. Mọi người toàn sợ không biết cái cơ cấu này trượt này có hỏng hết gì không, nhưng mà này, ấn thẳng này tự đóng luôn. Nhưng mà chắc là nó cũng được lâu phết, vài năm mới hỏng mà. Sợ đâu. Đó, thò này. Đấy. Thôi đó, rất hay nhá. Kéo ra nhá. Rồi. Không kéo được. Đó, tôi thẳng thôi. Kẹt này, thử thử nhá. Thử cho mọi người xem này. Xem, giữ lại nhá. Xem nó báo lỗi gì. Nó thử mấy lần này. Nghe tiếng xe xe. Khôn vết lại vẫn dư cứ để kéo về nha. Thì cái này khá hay. Thế này. Cái con thò thụt nha. Ấy, trắng đen trắng đen. Này, để mình giữ lại nhá. Thoát ra này. Nó sẽ cười đấy. Ê này. Hết kêu nữa nha. Tôi kéo ra này. Nó vẫn xuống này kéo vào. Bỏ ra vậy kêu anh. Hay phết. Rất hay. Oppo Find X. Bản này bản flagship cao cấp nhất của Oppo rồi. Có thời điểm chắc nửa hơn nửa năm trước. Ôi, nó mở liên tục này. Nghi ngờ độ bền cũng không ấy đâu, chẳng qua trượt nhiều thì chỗ này nó lại hơi xấu xấu. Cộng với việc là bọn này phải hy sinh trong nước thôi, không có cái trong nước nữa. Ra đấy này là sao làm chống nước được. Nhưng Samsung hay là bọn Apple thì nó Apple thì nó làm liền mạch hết nên chống nước dễ hơn. Con này như thằng Apple lại phải tay thò, còn Samsung mới ra như S10 thì nó lại đục lỗ nhưng cũng hơi chối. Bọn này được cái liền mạch nó rất mỏng. Trên này loa này tí tí loa loa tí tí luôn này. Đây, nó cái nó rất nhỏ, màn hình rất là ấy. Cái này đúng gọi phương tiện tuyệt đối thật. Giờ chỉ có mấy thằng tàu mới làm kiểu này. Cũng hay. Thằng Vivo làm cái thò thụt chỗ này. Thằng Oppo làm thò thụt khá to. Cả khối luôn. Rất ổn. Nói chung là thế cái này được, giải pháp khá thông minh. Nhưng mất tội là không chống được nước. Có cách nào mà vừa thò thụt vừa chống nước được nhỉ? Đúng rồi, công nghệ đặt được mức lực đấy, đóng luôn này. Thôi, giới thiệu với anh em về cửa hàng mình là nhận là mọi thứ nha. Hàng siêu phẩm như là bọn ấy này được. iPhone, Samsung thì gần như cũng ít vào hơn. Tại vì là những con cao cấp thì chưa con nào gặp may mắn gặp tai nạn. Con này con này thực ra thì đen thì ông say rượu đánh rơi phải chịu thôi, làm lại được. iPhone hiện tại cửa mình đang làm đến X. Còn XL thì cũng có một con đấy. XS thì là giờ chưa, vừa mới ra mắt năm ngoái thì chưa bao giờ hỏng được. Vừa được mấy tháng năm ngoái, tháng 9 năm ngoái. Đó được không? Đây con XR ra đây. Nhưng mà XR này là iCloud nhá, đang chờ bẻ khóa iCloud. Đâu rồi, XR đâu nhỉ? XR đây.
cái gì đấy. Đó, còn phím à? Đóng cửa. Rồi, chưa. Con này bị iCloud. Chị đang chờ để mở iCloud đây. Con này có bạn xấu thật. Bản rẻ tiền hơn nhưng vẫn đôi chục củ, nó xấu quá. So với hai thiết kế này. Con XR này đắt hơn cả Oppo Phoenix, nhưng mà con Phoenix này nhìn thiết kế rất là đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với iPhone. Những cái thương hiệu iPhone nó đặt giá thật. So sánh luôn. Hello nhé. XR đăng iCloud nhé. Anh tiếp thử cho mọi người xem này. Tiếng Việt đi. Vùng nào cũng được. Tìm Việt Nam cho nó hay. Việt Nam nó này. Tập thủ công đi. Nhìn hai con này. Một con XR nha. Tay thỏ. Một con iCloud to đồ. Một con Oppo Face. Nhìn hai màn không? Nhìn Oppo thì vẫn thích mắt hơn. Cái màn của nó không bị vướng mắt. Phẳng tuyệt đối này, nhìn lưng nữa. Lưng này, thoải cam lồi lù lù một đống rồi. Xấu dã man rồi này, nhìn này. Lưu này cơ mà. Xấu thật, quá xấu luôn. Quá xấu, đầu nhìn cứ tưởng bé tẩu. Con này liền khối này mà. Chẳng qua ông này xước, xước là do dùng không giữ mà dán ni lông nên mới xước rõ này. Bóc ra sơn nó bóng lắm. Ông Phái X này hơi tiếc là rơi vỡ mất cái màn, nó đắt quá. OLED đắt, tấm nền OLED đắt. iCloud nhá. Tiếp cho ông. Tắt thôi. Thôi vậy thôi nhá. Còn đầu tiên sờ vào con thiết kế cũng đẹp thật. Design by Oppo luôn này. Đó, Oppo Phoenix nhá. Và em không lấy XR. Sau hai con này thích Phoenix hơn. Rất thích Phoenix. Nhìn rất đẹp.